Tiếp tục ta tạo view trang product nha. Rồi tạo view product nha. Nào cái product ta chưa viết. Bây giờ các em phải viết lại cái product này. Okay. Cái product này chính là cái thằng giỏ hàng nó gọi đến đúng không? Vậy tương tự chúng ta cũng định nghĩa một cái đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái UL nhé. UL này. Nó copy nó nhanh nhé. Bạn copy ở cái phần shop này cũng được. Đây ta thấy cái trang này UL đúng không? Copy cái này sang nó nhỉ. Shop cũng copy sang này. Nhá. Mà cái thằng product cũng copy sang. Được chưa nhỉ? Sau đó ta tạo một cái bảng table border 1. Đó. Sau khi tạo được rồi thì chúng ta tiến hành tạo các cái t head và gì t body nhá, t head và t body. Như là bên kia chúng ta xử lý kia nhỉ, t head và t body bên kia. Nào bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái, trước khi chúng ta tạo cái này ta phải viết một cái form. Form đúng không? Action, chúng ta có thể action đến một cái tôi ta xóa này đi. Thằng này hoặc bỏ này đi. TH action. Ta sẽ gọi đến một cái a còng đúng không? A còng này. Mở móc, đóng móc, các. Đúng như nhỉ? Ta gọi đến một cái form là add đi. Như vậy đây là cái form ta thực hiện add. Add product nhỉ. Chúng ta sẽ thực hiện form này. Rồi. Sau đó ta định nghĩa một cái table ở trong đó chứa cái sản phẩm mà chúng ta muốn add. Đúng không? Table. Chứa sản phẩm muốn add. Trong table này chúng ta sẽ có định nghĩa như bình thường, chúng ta có thể t body luôn được nhé, t body luôn. Sau lại định nghĩa gì, t gì, tr và t gì, td nhé, tr td, ta sẽ có tr. Và gì, t gì, td, td. Trong các td thì ở đây chúng ta sẽ có cái td đầu tiên là id. Chúng ta có th này, tag td id thì chúng ta cũng không cần, không cần bởi vì ta không cập nhật được cái id này, vì thế ta nên để là td là id đi, và th tag td là id luôn. Đây là trường tiêu đề nhỉ. Thì cái ID bằng cái gì các bạn? ID bằng cái gì? Chúng ta sẽ có này, TD. Ta định nghĩa một cái thẻ hidden đúng không? Input. Từ cái nhỉ. Tai bằng bằng gì hidden? Hidden. Đúng không? TH value thì bằng gì nhỉ, mở móc đóng móc rồi gì nhỉ, đô la đằng trước và ta đến product chấm gì id nhá. Cái này nó không được hiển thị các bạn nhé, nó không được hiển thị, nó chỉ ẩn thôi, nhưng mà để chúng ta lấy thì mục đích là ta lấy gì, lấy id, được chưa các bạn nhỉ, đúng không? Rồi ok, và cái name của nó là gì, đấy là ai gì, id nhé.
đây là ID. Sau đó ta định nghĩa thêm một cái tag vào đây nhỉ. Thấy enter này chúng dòng nó vẫn là trong cái td đây thôi nhé. Thì cái này nó ẩn rồi này. Bây giờ muốn có một cái hiện nó lên, chúng ta có thể định một thẻ nào đó span chẳng hạn, đúng không? Okay. Trong thẻ span thì chúng ta sẽ có th gì? Th tag nhé. Th tag bằng gì đây? Vẫn là gì? Product ID nhé. Nghĩa là ta copy cái này. Đấy. Như vậy chỗ này là nó hiển thị gì? ID đây. Riêng cái cột này là hiển thị ID nhỉ? Được chưa nhỉ? Riêng cột đấy là hiển thị ID. Tiếp theo, ta sẽ có một cái TH tiếp theo này. Gì nhỉ? TH nhá. Đây gọi là gì? Name. Đúng không? Bạn gọi copy cho thầy cái TD y xì thế. Copy cái TD này. Đúng không? Nhưng ở đây ta không cần phải input type hidden gì nữa mà ta truyền luôn là gì? TD luôn. Bởi vì cái ID quan trọng thôi, những cái khác thì nó sẽ truy xuất được trực tiếp, đúng không? TD và ta có gì? TH gì? TH tag. Thì ta bằng cái gì đây? Copy cái này sang đây. Chấm gì nhỉ? Chấm đêm nhá. Được chưa? Một cách tương tự. Chúng ta có gì? Price và gì? SKU đúng nhỉ? Như vậy ta sẽ có SKU và PR nhé. Copy này. Ta được C. Vứt vào đây. Đây gọi là gì đây? SKU chấm gì? SKU và cuối cùng là gì? PR. Được chưa nhỉ? Đấy, SKU và PRAC là ok rồi, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái trường nữa, là một cái trường liên quan đến gì? Đến số lượng, được chưa nhỉ? À, chúng ta để dòng thì hay hơn. T-body này ta có dòng đầu tiên là ID, để này hay hơn. Dòng thứ hai, đúng không? Tôi bố trí dạng dòng rồi. Dòng số 3. Và dòng số 4 thì như thế này. Đấy, dòng số 1 này. Dòng số 2 này. Dòng số 3 này. Dòng số 4 này. Ok, vào đây. Như vậy ta đã có gì đủ 4 gì 4 dòng đúng chưa nhỉ? Và cuối cùng thêm một dòng nữa là dòng số lượng đi. Bạn copy y xì cái này cho thầy đúng không? Vứt vào đây. Bây giờ ta có gì? Số lượng nhá, số lượng này. Quantity nhỉ, quantity. Thì chúng ta sẽ có không có cái in chúng ta sẽ bỏ này đi. Bởi vì chúng ta không có trường số lượng, do vậy chúng ta sẽ bỏ này đi. Và ta thêm vào đây một cái thẻ là gì? Input. Input yeah. Tai bằng gì? 5 gì? Number yeah. Ta sẽ có min bằng 1 max đúng không? Thôi không có nữa. Min bằng 1 đi. Value cũng bằng 1 đấy gì nhỉ? Và name bằng số lượng là bằng gì? Quantity nhé. Yeah. Của team. Đấy. Đây là những cái là thêm vào yeah, input. Rồi ok. Và td và đóng thay gì t để rồi nhé. Xong chưa? Như vậy là ta thiết kế xong cái phần.
Thiết kế xong cái phần cố đắt rồi nhé. Đơn giản thôi đúng không? Nó chỉ có cái phần thì ở đây ta thiết kế trường nêm này, trường SKU, trường Pride và trường gì, trường Quantity nhé, trường Quantity. À đúng rồi, chúng ta còn một cái nữa là ta chưa thêm bất từ là S, S to cat nữa nhỉ. Như vậy ta thêm một cái TR nữa nhé, ta thêm một cái TR nữa này, TR. Ở chúng ta thêm một cái nữa là S to cat như nhỉ, nghĩa là chúng ta sẽ có TH này. Cái gì được đúng không? Và TD chúng ta sẽ được thực hiện cái button này. Tai bằng gì? Sắp gì? Submit cái gì nhỉ? Và đây là gì? Thêm vào giỏ hàng cái gì nhỉ? Đấy, thì đây là cách chúng ta thiết kế cái file product, chúng ta dùng cái product đây.